việc sử dụng thuốc thì các biện pháp điều trị không dùng thuốc cũng đóng góp quan trọng và không thể thiếu trong kiểm soát bệnh lý viêm cột sống dính khớp. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy rằng đa phần người bệnh viêm cột sống dính khớp vẫn chưa thật sự quan tâm và hiểu rõ tường tận về lợi ích mà các biện pháp này mang lại. Điều đó có thể xuất phát từ tính chất công việc, hạn chế về thời gian cũng như các áp lực cuộc sống xung quanh về gia đình, con cái, về học tập và việc làm khiến người bệnh không thực hiện đầy đủ các biện pháp này. Trong khi việc xây dựng một chế độ ăn phù hợp, một lối sống lành mạnh, một đời sống tinh thần thoải mái cũng như là thực hiện duy trì các hoạt động thể chất thường xuyên có đóng góp tích cực trong kiểm soát bệnh, cải thiện khả năng vận động của người bệnh và cải thiện tiên lượng về lâu về dài một cách bền vững cho người bệnh. Qua nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng thì các biện pháp điều trị không dùng thuốc đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả tối ưu cho người bệnh viêm cột sống dính khớp. Do đó, các hiệp hội lớn trên thế giới về chuyên ngành thấp khớp học khuyến cáo rằng các biện pháp điều trị không dùng thuốc nên được áp dụng ở tất cả các bệnh nhân bệnh khớp tự miễn nói chung và bệnh lý viêm cột sống dính khớp nói riêng. Chế độ ăn giàu các thực phẩm có hoạt tính kháng viêm được khuyến cáo trong các bệnh lý khớp viêm nói chung và viêm cột sống dính khớp nói riêng. Chế độ ăn này giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể, khi tuân thủ thực hiện lâu dài sẽ giúp cải thiện triệu chứng và góp phần tích cực trong kiểm soát hoạt tính bệnh. Các thực phẩm có hoạt tính kháng viêm chủ yếu có nguồn gốc thực vật như trái cây, rau củ, ngũ cốc, các thực phẩm chứa nhiều omega 3 tự nhiên. Bên cạnh đó, người bệnh cần tránh chế độ ăn chứa các thực phẩm có thể gây viêm như quá nhiều đường, quá nhiều muối, các chất béo chuyển hóa, thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, nhiều phẩm màu gia vị và các thức ăn nhanh. Song song đó, người bệnh nên duy trì chế độ ăn giàu canxi và vitamin D. Nam giới và phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 50 cần 50 đến 1000 mg canxi nguyên tố mỗi ngày. Phụ nữ từ 50 tuổi trở lên và nam giới trên 70 tuổi cần 1200 mg mỗi ngày. Các nguồn thức ăn giàu canxi bao gồm các sản phẩm từ sữa ít béo, rau lá xanh đậm, cá hồi, đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác. Vitamin D cải thiện khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, nguồn cung cấp tốt nhất là ánh sáng mặt trời. Ngoài ra, người bệnh có thể bổ sung thêm vitamin D từ các chế phẩm khác. Lưu lượng vitamin D khuyến cáo là 600 đến 800 đơn vị mỗi ngày. Có thể lên đến 4.000 đơn vị vitamin D mỗi ngày là an toàn cho hầu hết mọi người. Người bệnh viêm cột sống dính khớp không nên uống rượu bia do các thức uống chứa cồn dễ gây ra tình trạng viêm nặng nề hơn. Ngừng hút thuốc lá được đề nghị ở tất cả người bệnh viêm cột sống dính khớp bởi ở những đối tượng này, khi bệnh tiến triển, độ giãn nở lồng ngực bị hạn chế. Nếu người bệnh hút thuốc lá, tình trạng hạn chế hô hấp và khó thở có thể tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, trong thuốc lá cũng tồn tại các hoạt chất có thể làm tình trạng viêm nặng hơn, dẫn đến mức độ bệnh nghiêm trọng hơn. Người bệnh mắc viêm cột sống dính khớp thường phải đối mặt với sự sợ hãi, lo âu, chán nản và trầm cảm. Điều này xuất phát từ những thắc mắc, lo âu về căn bệnh của mình và các áp lực trong đời sống gia đình, xã hội của bản thân. Để hiểu rõ về viêm cột sống dính khớp, người bệnh cần gặp bác sĩ chuyên khoa để được giải thích cụ thể, tư vấn chính xác và đưa ra hướng điều trị thích hợp. Điều này sẽ giảm đi gánh nặng lo âu của người bệnh. Các chuyên gia khuyên rằng, người bệnh hãy học cách chấp nhận và thay đổi tư duy để sống cùng viêm cột sống dính khớp. Đồng thời, cần sớm nhận biết các triệu chứng gợi ý, tình trạng mệt mỏi căng thẳng quá mức để kịp thời ngăn chặn diễn tiến tồi tệ hơn bằng các hoạt động thư giãn, giảm áp lực và tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè và bác sĩ chuyên khoa ngay khi cần thiết. Các yếu tố gây căng thẳng không phân biệt bất kỳ một đối tượng nào, người bệnh viêm cột sống dính khớp cũng không ngoại lệ. Các yếu tố này có thể xuất phát từ công việc hàng ngày, đời sống gia đình, chăm sóc con cái, các mối quan hệ xã hội. Điều này có thể làm triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Do đó, việc giảm căng thẳng trong cuộc sống được cho là rất quan trọng trong quản lý viêm cột sống dính khớp. Người bệnh không thể nào hoàn toàn tránh khỏi các yếu tố gây căng thẳng này, tuy nhiên vẫn có các biện pháp làm giảm căng thẳng mỗi ngày, chẳng hạn như ngồi thiền hàng ngày từ 5 đến 10 phút mỗi lần, tập yoga, đi dạo, đi bộ, dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên, đọc các quyển sách ưa thích, tắm hoặc ngâm mình với nước ấm, chia sẻ việc nhà và công việc cho gia đình và bạn bè. Giấc ngủ là một phần quan trọng tất yếu của cơ thể. Tình trạng viêm diễn ra trong cơ thể khiến người bệnh viêm cột sống dính khớp khó ngủ, thiếu ngủ và mệt mỏi sau khi ngủ dậy. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài khiến sức khỏe toàn thân suy giảm, kéo theo các hạn chế trong vận động do mệt mỏi, chế độ ăn uống cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng đau khớp, cứng khớp sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Các khuyến cáo đề xuất rằng người lớn cần ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm. Đối với người trên 60 tuổi, thời gian ngủ này có thể kéo dài hơn, từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm. Nếu tình trạng hiện tại của người bệnh chưa đạt đủ ngưỡng tiêu chuẩn này, hãy cân nhắc đi ngủ sớm hơn để cải thiện tình trạng thiếu ngủ.
Ngoài ra, người bệnh cần cố gắng tránh ngủ vào buổi trưa hoặc ban ngày, do thói quen này sẽ làm việc ngủ vào ban đêm trở nên khó khăn hơn. Duy trì tư thế ngủ đúng và thoải mái nhất. Hãy nằm ngủ trên các bề mặt phẳng, chắc chắn và không quá lún để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống. Điều quan trọng là người bệnh không nên để thừa cân, vì thừa cân béo phì làm tăng gánh nặng cho các khớp chịu trọng lực và làm tăng tình trạng đau khớp. Bởi khi bạn đi bộ thì hông, đầu gối và mắt cá chân chịu gấp 3 đến 5 lần tổng trọng lượng cơ thể của bạn. Nếu có tình trạng thừa cân, hãy lên kế hoạch thực hiện chế độ ăn và chế độ vận động phù hợp để giảm cân. Điều này sẽ làm giảm các áp lực lên khớp, đồng thời tốt cho các tình trạng tim mạch. Tập thể dục thường xuyên chính là chìa khóa cho kế hoạch của một lối sống lành mạnh. Mặc dù các triệu chứng đau và cứng khớp khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và cảm thấy không có khả năng vận động, nhưng việc thực hiện các bài tập cường độ vừa phải, phù hợp với tình trạng hoạt động bệnh rất quan trọng. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy không an tâm, nhưng đây là một phương pháp rất hữu ích. Việc duy trì tập thể dục có thể giúp ích cho người bệnh trong tăng tính linh hoạt, tăng phạm vi cử động khớp, giảm đau và giảm cứng khớp, cải thiện tư thế, tăng cường sức mạnh và dẻo dai của cơ, giữ thăng bằng tốt hơn, cải thiện hô hấp và độ giãn nở lồng ngực với các bài tập hít thở, giúp ích cho giấc ngủ, nâng cao sức khỏe tim mạch. Tập vận động là một trong những khía cạnh điều trị rất quan trọng trong viêm cột sống dính khớp. Các bác sĩ nội cơ xương khớp đầu tiên sẽ đánh giá về các hoạt động chức năng của người bệnh, đánh giá mức độ ảnh hưởng của bệnh lên trên người bệnh. Từ đó, các bác sĩ sẽ phối hợp hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa về phục hồi chức năng để có thể thiết kế các bài tập vận động phù hợp cho từng người bệnh. Đây là cái cách tiếp cận tối ưu. Từ đó, tại vì mình có thể thiết kế được những cái bài tập vận động phù hợp cho từng người bệnh, thì để tập những cái bài tập vận động này, người bệnh được khuyến khích mình sẽ tập vận động nhẹ nhàng, sau đó sẽ tăng dần cũng như là điều chỉnh những cái bài tập vận động theo thời gian để người bệnh có thể thích nghi, có thể tập vận động hàng ngày và nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng cuộc sống của mình. Người bệnh được khuyến khích tập những cái bài tập vận động nhẹ nhàng. Mình nên khởi động làm nóng cơ thể trước khi những cái bài tập vận động. Và sau khi tập vận động thì người bệnh được khuyến khích để làm nguội cơ thể để có thể thư giãn sau mỗi cái bài tập vận động. Những cái bài tập vận động được khuyến khích tập mỗi ngày từ khoảng 15 đến 20 phút tùy theo từng trường hợp. Vì từ đó những cái bài tập vận động này ngoài cái chuyện đem lại cái lợi ích trên cái chuyện điều trị viêm cột sống dính khớp, nó còn lại mang thêm những cái lợi ích khác như về tinh thần, về thể chất. Từ đó, phối hợp giữa những bài tập vận động cùng với các chuyện điều trị dùng thuốc sẽ mang lại kết quả tối ưu nhất cho người bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.